Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 27 tháng 8, một ô tô chở 9 người vượt vào lối đi dân sinh qua đường sắt đã bị tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội Hải Phòng đâm trực diện. Trao đổi cùng với phóng viên thì lãnh đạo huyện An Dương thành phố Hải Phòng cho biết, vụ tai nạn này giữa tàu hỏa và ô tô đã khiến cho hai người thương nặng, 7 người khác được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút, ô tô chở theo 9 người đi từ quốc lộ 5 rẽ vào đường ngang tới khu quán ngà xã Tân Tiến. Vụ việc đã khiến cho ô tô bị lật ngang và văng ngang ra bụi có giải phân cách. Chiếc xe hư hỏng nặng và nhiều phần bị bẹp rúm, người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa 4 người lớn cùng với 5 trẻ em đến bệnh viện để cấp cứu. Vụ tai nạn này còn khiến cho tàu khách phải dừng lại 30 phút. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được công an huyện An Dương điều tra và làm rõ. Tháng trước cũng gần khu vực này từng xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô với tàu hỏa làm cho một người chết, 4 người khác bị thương.